Tôi là Phạm Phú Nam, xin được kính chào quý khán thính giả khắp nơi. Kính thưa quý thính giả, và hôm nay thì chúng tôi lại xin được mời quý vị cùng trở lại câu chuyện Đạo vào đời với Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thư. Và những cái chương trình Đạo vào đời được thực hiện nhằm mục đích để tạo cái sự cảm thông giữa khán thính giả, trong đó bao gồm cả người công giáo và người không công giáo, có một cái sự cảm thông với nhau trong một cái mục đích hòa đồng sống trong cái cộng đồng. Và qua những cái câu chuyện vào đời, quý vị có thể hiểu được cái sự đóng góp của Đạo Công giáo như thế nào cho gia đình, cho con người và cho xã hội. Đó là mục tiêu của chúng tôi. Và trong cái tinh thần đó, chúng tôi xin được mời quý khán thính giả cùng theo dõi câu chuyện Đạo vào đời với Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thư sau đây. Con xin được chào cha, thưa cha. Chào anh Nam. Vâng. Xin chào quý vị. Chúng ta qua một thời gian dài, chúng ta có những cái trao đổi. Tôi cũng gọi là ngồi đây tâm sự với anh Nam cũng chỉ nhằm cái mục đích là chúng ta để được hiểu nhau thôi. Yeah. Hiểu nhau để chúng ta có một cái thiện cảm với nhau để sống. Yeah. Còn cái chuyện tôn giáo đó thì cái lương tâm của mỗi người, ai muốn theo đạo nào thì theo thôi. Yeah. Thực sự là tôi không bao giờ có cái mục đích rằng là đi trình bày trao đổi để ông đó kia phải theo đạo Chúa, đạo Chúa hơn đạo khác. Tôi không dám nói cái chuyện đó ở đây. Yeah. Thì tôi chỉ muốn là, tại vì nó có rất nhiều con trong những cái trường hợp vì lý do này do khác chúng ta hiểu lầm nhau. Yeah. Rồi nhiều khi chúng ta nghi kỵ nhau, rồi chúng ta có cái kỳ thị nhau chẳng hạn. Yeah. Thì không có tốt trong cuộc sống chung. Yeah. Yeah. Vâng, thưa cha, cũng trong cái tinh thần để mà tìm hiểu về đạo Công giáo, có cái hoạt động của đạo Công giáo như thế nào, ảnh hưởng đến cái con người, cho đến cộng đồng và xã hội như thế nào, thì hôm nay con muốn được hỏi thăm cha đấy. Là có nhiều người cũng có một cái sự so sánh. Thấy bên Phật giáo thì có những cái nhóm đại thừa, có tổ chức đại thừa, có tổ chức tiểu thừa, tức là có người tu hành theo kiểu gọi là nó gọi là khổ tu, tức là phải đi khất thực, phải đi xin ăn để mà tìm thấy đạo pháp qua cái sự khổ tu đó. Còn bên Công giáo cũng có người nghe nói thì cũng có những dòng kín để mà tu làm sao để mà không có bước ra ngoài, rồi cũng có những cái dòng để mà lo phải đi làm những cái công việc nặng nhọc, rồi có dòng thì lo giáo dục, đại khái là như vậy. Thì không hiểu rằng là thưa cha, trong đạo Công giáo thì có những cái dòng tu hay là có cái cách tu, có cái cách tu nào mà được gọi giống như là kiểu khổ tu giống như Phật giáo không cha? Dạ, nếu mà nói cái chuyện đi tu đó, thì là phải khổ rồi. Yeah. Đã là đi tu là phải khổ rồi. Người ta hay nói tu là cõi phúc mà cha nói kỳ vậy. Thì phúc theo cái nhìn gọi là cái sự an bình trong tâm hồn thôi. Yeah, yeah. Còn nếu mà đi tu á, mà để sướng thì chắc là thế giới đi tu khiếp hết. Yeah. Có nghĩa là sướng theo một cách sướng theo gọi là cái nhìn của thế trần đúng không? Thế trần đó. Dạ. Thế thì thế này là triết gia Kim Định có viết giới thiệu cho tôi cái cuốn sách. Yeah. Ngài dùng cái chữ đi tu là ly gia cắt ái, ly bỏ gia đình, ly biệt gia đình, cắt cái tình ái đi. Yeah. Tức là đã là đi tu đó thì không có được dùng cái chuyện yêu thương chồng vợ trai gái nữa. Yeah. Để mà lo cho cái lý tưởng hoặc là cho cái công việc gọi là xây dựng bác ái nhân loại. Yeah. Đã là đi tu là như vậy. Yeah. Nhé. Còn cái chữ khổ tu đó thì nó đi đến cái chỗ gọi là hơi nhiều. Tức là nó có một cái hình thức gọi là hy sinh về vấn đề thân xác hơi nhiều. Thì trước khi tôi nói cái chuyện đó thì lúc nãy anh dùng cái chữ bên nhà Phật đó, đại thừa, tiểu thừa. Thì chung chung đó, cái tiểu thừa là ở Việt Nam chúng ta gặp đa số là miền Nam, là nó được đưa vào từ bên Thái Lan, Campuchia, là vân vân. Thì thường thường các vị đó hay mặc áo vàng. Áo vàng. Và mỗi một ngày theo cái thói quen là đi khất thực. Cầm cái bình bát đi ra rồi các thiện nam tín nữ cho. Và sống bằng cái của ăn đó mỗi ngày như thế. Đại khái như vậy. Nhưng mà trở về đó thì làm những việc này, làm việc khác, lo về Phật vụ, lo về dịch kinh sách, rồi giúp thiện nam tín nữ thì có những cái vấn đề thiêng liêng.
thì đó là cái hình thức gọi là đi tiểu thừa, tiểu thừa gọi là khất thực. Vâng. Thế còn ở bên đại thừa đó thì cái chủ trương là có vẻ như là bác ái xã hội nhiều hơn. Cái chữ đại thừa tức là cái bánh xe, cái cỗ xe lớn đó. Yeah. Để thay vì chỉ lo cho tu cho một mình rồi về nằm vào đắt bàn thì kéo theo nhiều người khác, tức là dùng những cái công việc xã hội bác ái để lôi kéo người ta đến để nhìn ra cái lý tưởng Phật giáo và được vào đất bàn. Thì nhưng mà cũng không có nghĩa là không đi ăn xin theo chính thức kiểu đó, nhưng mà cũng phải trồng sẵn, trồng khoai, ví dụ như vậy. Rồi cũng một phần thiện nam tín nữ cũng lên chùa, cũng cúng dường, rồi cũng giúp cho một phần. Yeah. Nhưng mà không có nghĩa rằng là lợi dụng những cái đó để mà mua là nhà lầu xe hơi hay là ăn mặc sang trọng vàng bạc. Thì yeah. Đã là đi tu là như vậy. Yeah. Thì ở bên đạo Chúa cũng thế, đi tu đó thì cũng là gọi là ly gia cắt ái. Yeah. Ừ. Thì tức là nói theo cái chuyện tự nhiên của con người đó, ai lớn lên bài hát đó, mà không biết yêu. Yeah. Đúng không? Yeah. Tức là nam nữ đại khái như vậy, yêu nhau rồi cưới nhau lấy nhau rồi xây dựng hạnh phúc gia đình, vui với con có cái. Yeah. Cái đó là cái bình thường. Yeah. Thế nhưng bây giờ thay vì cái tiếng tự nhiên thì cái này đó nó không phải là chống tự, đi tu không phải là chống tự nhiên mà là supernatural, siêu nhiên. Yeah. Tức là nhờ một cái ơn thiêng phía trên nào đó. Yeah. Hướng dẫn tạo cái niềm vui. Yeah. Để chúng ta có thể từ bỏ cái nếp sống bình thường vợ con để độc thân, đại khái như gọi là tu. Yeah. À, thì đương nhiên cái đó là cũng là một thứ khổ rồi. Yeah, thế rồi. Đấy. Nhưng mà cái khổ đó nó được khổ về vấn đề thân xác. Yeah. Về vấn đề vật chất. Yeah. Nhưng mà được bù lại cái tinh thần là mình thấy ở như thế mình có một cái niềm an ủi là mình làm đẹp lòng Thiên Chúa, rồi mình giúp người ta, thì cái đó là phải có một cái ơn riêng. Yeah. Chứ không phải là cứ khơi khơi rồi đi cho nó vui rồi thì cũng sẽ bể. Vâng. Thưa cha, người ta hay nói rằng là tu là cõi phúc, tình là dây oan. Bây giờ cha tu mấy chục năm rồi, cha thấy làm sao cha? À, bây giờ anh hỏi cái câu cá nhân thì không cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà đương nhiên là thế này, anh phải biết là thế này này. Là đi tu đó thì bên công giáo gọi là có ơn gọi. Thấy có một cái gì đó, cái tiếng gọi thiêng liêng nào đó nó gọi mình để cuộc sống nó không có giống như cuộc sống gia đình bình thường. Vâng. À, thì nhưng mà không có nghĩa là lúc nào mình cũng như là ông thánh. Vâng. Mình đi vào cuộc tu đó, ông thánh luôn luôn vẫn còn có cái cám dỗ. Vâng. Mình phá cái luật, luôn luôn có cái cám dỗ, mình dẹp, mình trở lại cuộc sống vợ chồng ở kia. Lúc nào cũng có như vậy hết. Tại vì trong con người luôn luôn là có những cái, chúng tôi cất nghĩa là qua cái tội nguyên tổ đó. Vâng. Của ông bà A Dông E Bà đó. Vâng. Thì luôn luôn vẫn có những cái khuynh hướng gọi là thấp của xác thịt. Vâng. Phải có như thế nó mới là bình thường. Và khi mình vươn lên như vậy mình có mới có cái ý nghĩa có công. Vâng. Chứ nếu mà tôi ví dụ như là những người bệnh hoạn hay những người bệnh tật đi tu mà tại vì không lập gia đình được nữa mới đi tu thì nó lại thường quá rồi. Vâng. Nhưng nói về cái sự gọi là khổ hạnh trong tu thì cha bảo rằng là phải nhịn, không lấy vợ, rồi không được làm cái này theo ý muốn, làm cái kia theo ý muốn, như vậy là khổ. Thì sau bao nhiêu năm tu cha có thấy cái điều đó nó khổ mà có khó không cha? Tôi đã nói rằng là về vấn đề vật chất, vấn đề gọi là sân sắc thì đương nhiên là hy sinh, mà nó có nghĩa là khổ rồi. Yeah. Nhưng mà trong cái nhìn của tôn giáo đó thì mình lại thanh hóa cái khổ đó. Mình tạo cái khổ đó thành một cái niềm vui hãnh diện là vì Chúa thôi. Yeah. Đó, vì Chúa. Yeah. Cho nên là tôi hay nói với giáo dân rằng sự đau khổ đó. Yeah. Thì người ta hay nói đến sự đau khổ. Bên nhà Phật đó, là nói là đời là về khổ và chúng ta phải diệt trục thì bớt khổ. Yeah. Còn bên công giáo đó thì phải cố gắng nhìn những cái sự kiện mà bên nhà Phật gọi là đau khổ đó thì phải gọi là trái ý, thử thách, để biến nó thành một cái gọi là một cái công lao. Và nếu mà như với các thánh thì biến nó thành một cái niềm vui, tại vì mình làm như thế vì Chúa, tại vì Chúa nói là phải vác thập giá mình hàng ngày. Thế thì đối với các thánh không có chữ đau khổ. Yeah. Không có chữ đau khổ. Mình phải đi cái hướng đi lên như thế để biến những cái trái ý, những cái thách đố hàng ngày đó trở thành niềm vui.
nhưng mà không có dễ, đúng không? Vâng. Tu đó, nếu mà nói là tu dễ thì cả thế giới đi tu hết rồi. Vâng, vâng. Đấy, thì còn cái câu của ông là tu là cõi phúc. Nếu mà tu theo cái nghĩa đúng của nó đó, thì mình thấy tâm hồn được bình an, sung sướng, là vì đã làm cho Chúa, đã làm cho tha nhân đó, thì phúc ở chỗ đó. Còn tình đời dây oan có nghĩa là cái gì? Trong cuộc tình ái đó, người ta hay nói rằng là cuộc tình nào không dối gian này. Yeah. Rồi, rồi gọi là khi mà chúng ta đi vào cuộc tình ái đó, thì chúng ta ham được có cái gì tuyệt đối hết. Nhưng mà trần gian là gì có cái gì tuyệt đối. Yeah. Mình lấy một cô vợ, mình mơ ước hay là mình trông chờ cô đó là phải một người vợ hiền tuyệt đối, đẹp tuyệt đối, vân 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 vân. Nhưng mà đến khi lấy xong thì đâu có tuyệt đối đâu. Yeah. Thì lại có sự dây oan ra trong chỗ đó. Yeah. Rồi chúng ta lại so sánh với người khác, tại sao vợ mình thua bà kia thế này, thì là dây oan. Đó là cái mà ông Nguyễn Du ông tả như thế. Nhưng tôi trở lại bên Công giáo nha. Thế kỷ thứ 12 có một vị thánh đầu tiên là thánh Đa Minh, được cử đi để giảng đạo thế nọ thế kia, giúp những người mà bị rối thế nọ trở lại đạo đó. Thì ngài đã quyết định là cái ông vị gọi là thánh lập dòng đầu tiên đó, quyết định chọn cái con đường khổ một cách tối đa, là thay vì đi Đa Minh là tiếng Việt Nam, Dominic là Dominic, Dominic. Thì chọn cái con đường đi ăn xin. Vâng. Để tự khổ mình, xin dâng những cái sự đau, cái khổ khăn đó. Vâng. Lên Chúa để xin Chúa thêm sức cho để giảng đạo có hiệu quả. Và cái hiệu quả thật, cái khối người mà gọi là rối đạo đó trở về hết. Thế vì sao có ông thánh Francisco mà người ta hay quen là thánh Francisco Assisi, tức là Xavier đó, khó nghèo đó, không? Xavier là đi giảng đạo phương Đông khác. Ông thánh Francisco mà có cái kinh hòa bình, kinh hòa bình hay cầm con chim, tức là hiền lành đó, gọi là Francisco khó nghèo đó, cũng đi học cái con đường đó, là sống cái kiểu như là đi ăn xin. Và vì sao có một số thời đầu các tu sĩ dòng Camilo, tức là dòng Cát Minh bây giờ đó, gọi là Cát Minh đó, cũng đi học cái cách ăn xin. Nhưng mà dần dần với thời gian đó, thì nói chung chung ở trong giáo hội, các đức giáo hoàng thấy rằng là nếu mà đi tu mà cứ tâm trí cứ phải đi lo kiếm giờ giấc đi ăn xin như vậy đó, thì không còn cái thời giờ, cái năng lực để làm những cái việc bác ái, những cái việc giảng đạo, những cái việc có vẻ ích lợi hơn. Thì bèn sau một ít năm thì thôi, cho phép là đi làm cái này, đi làm cái kia, trồng lúa hay là bất cứ cái gì để sống. Và nhất là thấy rằng cái nhu cầu của trần gian, tôi ví dụ dòng tên là dòng Chúa Giêsu lập ra, thấy rằng là cần phải có những trường học, trung học hay đại học, để cho các sinh viên, các học sinh được học cái đó, để thấm nhận hiểu biết đạo Chúa là thế nào trong cái chuyện đó. Thì thành thử ra thay vì sống đi ăn xin, thì sống bằng cái đó. Thì khi sống đó thì dạy học, mở trường thì đương nhiên là học sinh đóng học phí, thì có tiền để sống, đúng theo. Mà tôi chỉ nói là cái hướng đi mới đó là như thế thôi. Tức là trong giáo hội cũng đã có những cái dòng tu đã đi ăn xin giống như bên Phật giáo. Nhưng mà bây giờ đó là hết rồi cha. Bây giờ hết rồi. Bây giờ đi ăn xin. Tức là gì? Bây giờ dòng Đa Minh vẫn còn. Vẫn còn. Và dòng Đa Minh bây giờ Francisco thì vẫn còn. Và tức là làm việc tông đồ thế này thế kia, cũng mở trường cũng thế nọ kia, thì giáo dân đến rồi người ta đóng góp, người ta cho, thì sống bằng còn cái của gọi là đồ người giáo dân giúp cho đó. Thì nó có chẳng hạn như là dòng La San ở Việt Nam, đó là có những cái trường như Ta Be mở trường lớn đó. Thì đâu để dành những cái chuyện giáo dục, dạy các học sinh không có phải đi ăn xin nữa. Và như vậy thưa cha, vậy thì trong cái lịch sử của giáo hội thì cũng có những cái dòng tu như vậy, thì theo ý cha thôi, theo thể lý của riêng cha thôi, thì cha nghĩ rằng là mà tu kiểu khổ tu mà tự làm như vậy với tu mà theo cái chiều hướng này, thì cái nào thực sự nó tôi nghĩ cái ảnh hưởng hơn? Giáo hội và qua các đức giáo hoàng cũng thấy rằng có lẽ là không nên để tâm để trí mất thời giờ nhiều quá bằng cách đi ăn xin để mới sống được. Cái thứ hai nữa là nếu như thế đó là đồng ý là có hiệu quả, nhưng mà cái số người mà đi vô dòng đó
ít, không có nhiều, không có nhiều. Thế thì ít quá như vậy đó thì không có nhân sự để đi truyền giáo, để đi làm những cái việc bác ái xã hội như bây giờ đang làm. Thành thử ra cho phép là thôi, không có như vậy nữa, và bây giờ hầu như là không có cái dòng nào chính thức đi ăn xin cả. Như vậy là mỗi một dòng hay là mỗi một cái cách tu của các vị bề trên của cái dòng đó mà định ra đều phải được sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng. Đúng rồi. Và bây giờ Đức Giáo Hoàng không đồng ý thì cũng phải thay đổi phần chân. Không phải là đồng ý, nhưng mà cái hiến pháp, cái hiến pháp đó, đó là Đức Giáo Hoàng phê chuẩn thôi. Chứ còn bây giờ thí dụ như có một cái dòng nào muốn lập ra để mới để đi ăn xin cũng có thể được thử. Hay là thí dụ tôi ví dụ nhưng mà cũng dòng, phải xin phép chứ, phải xin phép Giáo Hoàng được phê chuẩn. Phê chuẩn hoặc là tự qua Đức Giáo Hoàng ở Trung ương hoặc là qua các Đức Giám mục địa phương. Tôi ví dụ cái dòng gọi là tiểu muội đi, tiểu đệ tiểu muội đó, thì các chị đi tu dòng đó đó chỉ được cái hiến pháp của dòng đó đó, ai muốn tu thì tu thôi, chỉ được đi làm những cái nghề mà tôi gọi là hèn hạ, đi làm thuê làm mướn, nhiều khi đi ở Việt Nam có những dòng đi gánh nước thuê, cái là hay là đi rửa chén, có dòng đó sao cho con chưa nghe nói, tiểu muội được chỉ được làm những cái công việc thấp hèn thôi để phục vụ người nghèo người hèn, chứ không được làm những cái nghề chẳng hạn như là thư ký văn phòng hay là dạy học. Đó. Tôi bảo đảm với anh có cái dòng đó. Nhưng bây giờ con giả dụ, thí dụ bây giờ một người bây giờ đi tu, đi làm gánh nước thuê được trả có 8 đồng giờ. Tôi ví dụ. Còn người mà đi học thêm chút xíu, đi ra kỹ sư được trả tới 100 đồng giờ. Vậy cái người trả được 100 đồng giờ giúp được nhiều người hơn chứ. Không không, nhưng mà tôi nói lại các dòng tu như là những cái bông hoa khác nhau trong cái vườn hoa của giáo hội. Tôi ví dụ dòng tên, bây giờ mở những trường lớn. Các cha là oai lắm, rồi có tiền để mở cơ sở sống thế này. Nhưng mà cái vấn đề đi tu đó, nếu mà mình vẫn còn cái ham ăn uống, ham có tiền, ham ở nhà lầu xe hơi đó, thì chết. Thì lúc đó là tu là tu háp ăn háp đờ mi đó, nguy hiểm lắm. Vẫn còn mê trần gian, vẫn còn tham sân si là không có được. Thế còn thí dụ như tôi nói các chị hay là các thầy tiểu muội đó, thấy không? Họ sống như thế nhưng mà trong lòng họ rất là vui, là họ phục vụ người nghèo theo như cái gương của Chúa Giêsu, sống nghèo để phục vụ, họ vẫn sung sướng hạnh phúc. Thấy không? Thì đương nhiên là có thể là ít người đi, nhưng mà ai thấy hợp, ai thấy muốn theo Chúa kiểu đó thì theo thôi. Mà kính thưa quý thính giả, quý vị vừa mới nghe Linh Mục Du Xe Nguyễn Văn Thư nói chuyện và trình bày về cái đề tài nó gọi là khổ tu ở trong Công giáo như thế nào, rồi trong lịch sử của giáo hội đã có những dòng tu nào mà cũng áp dụng cái lối khổ tu, và bây giờ cái sự biến chuyển theo thời gian như thế nào, và ngay trong cái thời đại bây giờ vẫn còn có những dòng tu gọi là tiểu muội, không cha, tiểu muội tiểu đệ ví dụ vậy, cũng đang áp dụng cái lối tu khổ tu để mà cố gắng phục vụ cho giáo hội. Thì đó là câu chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin được mời quý vị nhớ tiếp tục theo dõi những chương trình này hàng tuần vào ngày giờ này trên băng tần này. Con xin được cảm ơn cha. Cảm ơn anh, xin chào quý vị. Chắc là cái chỗ kia nó nhắc tôi đây này, để tôi trả lời họ một câu thôi. Đúng rồi.